Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sermon News Today và blog ngày 5tháng.com. Video ngày hôm nay Thắng sẽ gửi tới cho mọi người một số những cái tin tức cập nhật nhanh về thị trường cũng như là cái token Sermon trong 24 giờ qua. Thì đầu tiên là một số những cái tin tức cập nhật về thị trường. Thì hiện tại thì thực tế ra là cũng chả có cái tin gì nó cập nhật mạnh, bởi vì giá của thị trường hiện tại đang là ở mức thấp và tất cả những cái thông tin nó chủ yếu tập trung xoay quanh cái việc đó là cái đồng coin của Luna Terra thôi. Đấy, thì có một cái tin nói chung là cũng có một chút tích cực. Thì về thứ nhất là về cái sàn Huobi này, Huobi Exchange á, thì nó đã cho phép là deposit và giao dịch cái Luna lại rồi. Cũng như là cái sàn Binance nó cũng cho phép cái cặp giao dịch Luna và BUSD và UST BUSD nó cũng sẽ cho giao dịch lại. Thì hiện tại là cô chú anh chị có thể vào trong cái sàn giao dịch Binance để chúng ta kiểm tra là chúng ta đã có thể giao dịch bình thường. Đây cũng là một cái tín hiệu mang tính chất gọi là cứu vớt tình hình của Luna. Đây là cái hành động đầu tiên mà giống như trên cái thông báo của Terra ấy. Thì Thắng lúc nãy Thắng có đăng một cái đoạn thông tin lên rồi. Đây nó có thằng có đăng thông tin rồi đó. Thì đây chắc là cái tin này. Đây tức là chúng tôi cần có một kế hoạch để mà giải cứu cái Luna và UST. Đó, thì đây là cái thông tin chính thức của Luna có thông báo ra. Thì mình nhìn vào trong cái thông tin này thì nó cũng là một cái dấu hiệu nó tích cực, thì hy vọng là nó vực dậy được một phần nào đó của UST cũng như là Luna. Tất nhiên là không thể nào nhanh chóng như như hôm qua được, nó đâm xuống được đâu, bởi vì nó đã in ra quá nhiều cái đồng đồng Luna rồi. Đó thì ngay kể cả cái chuỗi khối của Terra này nó cũng đã hoạt động trở lại rồi đây này. Đó thì tuy nhiên là giám đốc CEO của Binance cũng đã nói rằng là anh ta rất thất vọng về cái hành động của Luna và UST, nó không có cái hành động gì đáng kể có bởi cái đội ngũ này cả. Thì cái hành động này rất chi là dở, nó làm cho cái niềm tin nó mất đi càng ngày càng nhiều hơn. Thì một trong những cái ảnh hưởng nó là có những người họ thậm chí họ còn mò vào cả cái nhà của ông Đô Quân để mà bấm chuông, gây khó chịu đến mức mà Đô Quân phải nhờ cả cái sự trợ giúp của cảnh sát bảo vệ. Đó thì đây là một cái điều mà Thắng thấy nó hết sức là buồn cười. Đấy, thực tế ra thì cũng không ai nghĩ rằng là cái đồng Luna nó có thể rơi một cách thảm hại như thế trong vòng có 3-4 ngày. Thì như Thắng làm video trước nó cũng chỉ là một cái nạn nhân thôi. Đó, thì nếu như cô chú anh chị chưa xem cái video đó thì có thể kích vào cái đường link mà Thắng để ngay ở phần bên góc phải màn hình như này, nó chuẩn bị hiện ra đó. Đó thì chúng ta có thể xem lại cái video đó. Rồi thì còn những cái tin khác về thị trường thì thực tế là thời điểm này Thắng thấy nó cũng không có gì đặc sắc và nó rất chi là ảm đạm. Đặc biệt là mình nhìn vô vào cái chỉ số sợ hãi và tham lam thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mức độ nó là mức độ rất thấp, 10 điểm, tức là cực kỳ sợ hãi. Và trong những cái tuần qua ngày hôm qua này và tháng trước này nó cũng rơi vào cái mức độ cực kỳ sợ hãi. Và cái con số 25 điểm là con số rất khó có thể san bằng ở cái thời điểm hiện tại. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thôi. Một cái tin tức cập nhật tiếp theo về Sermon thì nó có cái tin một cái trên cái sang Reddit trên Discord, đó là có một cái câu nói là một cái tháng nữa gần hơn để ra mắt về cái exchange. Thì John Kerry cũng có trả lời là I know right, tức là tôi biết đúng rồi, có thể là trong thời gian tới chúng ta sẽ có cái cập nhật về exchange và hy vọng là nó có thể xảy ra sớm nhất có thể. Thì trong một cái thông tin cập nhật về cái UTA này thì nó liên quan đến cái blockchain rất là nhiều này, thì nó có cái hạn deadline đó là vào ngày 15 tháng 7. Thì hy vọng là vào cái ngày này chúng ta lại được thấy cái blockchain của Sermon hoặc là thấy cái exchange của Sermon thì sao. Đó là cái điều mà chúng ta rất là kỳ vọng. Rồi có một cái tin nữa đó là về cái việc một phỏng vấn trong cái lead podcast của John Gary ấy, với cái Group Daily này. Thì nó có hai cái câu hỏi rất là quan trọng. Thứ nhất đó là dự đoán của John Kerry về Sermon trong 2 năm tới và là những cái tác động nào ảnh hưởng đến cái nguồn tài nguyên của Sermon.
khi mà John Kerry đã ở một số quốc gia đang phát triển mới nổi trước khi bay đến South East, South West đó. Thì cái câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi thứ nhất đó là Seth Moon đã khẳng định là về vấn đề tua bin này và nhiều mặt hàng vật lý hơn đó, thay vì đó là trả phần mềm. Thì đây là những cái điều mà Seth Moon hướng tới trong 2 năm, thậm chí là ngắn hơn thế đó. Còn cái thứ hai là những cái thông tin này thì người ta Seth Moon, John Kerry cũng có trả lời là rất là khó có thể nói ở thời điểm hiện tại vì người ta đang muốn bảo mật, và cái việc quan trọng nhất là cái sự chuẩn bị nó chiếm đến 90%, và hy vọng là có thể thấy những cái động tuyệt vời đó trong vòng 12 tháng hoặc ít hơn. Thì chính bản thân Thắng cũng rất là kỳ vọng vào cái điều như vậy. Một cái tin tiếp đó là về cái Seth Moon, ví Seth Moon là trên cái phiên bản Android nó đã có những cái cập nhật là thay đổi tinh chỉnh tự động cái khấu trừ phí ga khi mà nhấn số tiền BNB ở mức tối đa. Thì cái này chúng ta cũng không cần quá quan tâm nó lắm, nó chỉ là bình thường thôi. Và một cái tin tức cập nhật nữa là về cái Seth Moon Merch, tức là bán những cái sản phẩm liên quan đến áo quần này, mũ nón vân vân, các cái sticker ấy, thì đây người ta cũng có cập nhật những cái thông tin rất chi là chi tiết. Thì mình có thể xem cả bằng cách chúng ta dừng video của Thắng lại, chúng ta nhìn những cái thông tin ở đây. Thì cái này nó cũng chỉ mang tính chất gọi là để tham khảo thôi, nhưng ai mà yêu Seth Moon thì có thể mua ủng hộ. Và mình có thể đặt hàng bằng cách là truy cập vào website capsule.setmoon.com như đây, thì chúng ta có thể đặt hàng. Đó, thì đấy là những thông tin cập nhật nhanh về thị trường cũng như là token Seth Moon ngày hôm nay. Hiện tại thì chưa cập nhật chính xác được cái tổng lượng đốt, bởi vì nó đang báo lỗi là trong 24 giờ là hơn 400 tỷ lượng đốt, thì hơi vô lý. Chắc là nó bị lỗi gì đó thôi, Thắng refresh lại cũng chưa có được. Cho nên là chúng ta sẽ cập nhật sau. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi cái video. Chúc cô chú anh chị và các bạn chúng ta có được ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.